Hello, chào các bạn, mình là Subi đây. Chúng ta mình sẽ làm tiếp một video nữa về Free Fire. Các bạn thì chết ở video thứ đâu mình cho xin một like kênh nhá. Và đăng ký bật cho cả đăng ký để nhận thêm video các bạn thì ok. Thì hôm nay là mình sẽ làm một video với thử thách, đó chính là không mua đồ, chỉ nhặt xác của team địch thôi, hoặc là chỉ nhặt thính thôi đó. Nói chung là cái thử thách này thì nó cũng hơi khó đấy các bạn ơi, tại vì là nếu mà mình không mua đồ ấy thì lấy đâu keo mà tanh bo được không nào? Kiểu như là để leo lên trên nóc ấy. Và mình xin phép các bạn là ở round đầu mình sẽ mua mùa keo cho mình đã nhá. Tại vì là nếu mình không mua keo ấy, sợ là không đủ keo, tại vì không biết tại sao các bạn trong team của mình không mua cho mình keo ấy. Có một bạn mua cho mình keo thôi, thế nên là chỉ có hai quả keo thôi. Một quả của mình, một quả của một bạn mua cho mình đấy. Thế nên là mình xin phép các bạn trước nha, cho mình mua keo ở ra đầu nhá. Béo. Đó, thì từ round sau mình sẽ không mua keo ở đâu. À, nói chung là từ round sau mình sẽ không mua bất kỳ thứ gì hết nha các bạn ơi. Đúng rồi. Đó, ở round đầu nói chung là hơi phạm luật một tí. Bạn à, sống đẹp đi. Ừ. Thì chắc chắn là các bạn cũng sẽ đồng ý cho mình như vậy thôi đó, tại vì là làm vậy thì mới kiểu leo được trên nóc mà. Leo lên trên nóc thì tanh bo là mình dễ thắng ấy. Ôi ôi, bạn kia leo lên đầu bạn kia xong thì bạn bắn vết xuống kìa. Phải căn góc mà nhảy chứ, như thế này nè, để hướng dẫn cho mà nhảy này. Ok, không phải nhầm. Chưa hiểu lắm. Trời ơi, hướng dẫn bạn đó, hướng dẫn sai. Đây, thế là bị đúng này. Rồi đấy, phải kiểu như là đứng xa xa một tí chứ đừng có đứng lại gần quá, nhảy bắn ở bên dưới là chết luôn đấy. Sợ quá đó, chứ phải kiểu làm giống mình đấy, cái gì phải dạy. Không biết phải học. À, có đứa đứng đây này các bạn ơi, đã đứng đây rồi thì phải chết. Ốc kìa, chạy đâu đây, đứng lại. Ui ôi, và đâu rồi kìa, vỡ đâu ấy kìa, lỗi nhiều lắm rồi ý. Cho một viên nữa, hai viên nữa là nó chết rồi đấy. Ơ kìa, chạy đâu rồi, à đây, chạy đâu. Ui ôi, quả này à, mình mua súng 1500 hay là gì, 1500 thì mình đã oan sốt rồi đấy. Nhưng mà cầu USB thì hơi khó một tí. Bản tâm gần thôi, bản tâm xa này thì hơi khó đấy. Chắc là rất khó rồi. Ui ôi, à, nó bị team mình giết rồi nè. Và mình đã hỗ trợ thành công bạn đó, ăn được bạn đó rồi. Nói chung là hỗ trợ là được rồi, không cần ăn kill đâu. Đó, trời ơi, miễn là mình có thể giúp ích cho team của mình. Và mình sẽ tanh bơ giành chiến thắng cho team của mình cho các bạn ơi. Ok luôn nha, một sao là đơn giản thôi ấy. À không, có trước mắt ở round đầu thì mình đã biết được cái gì đâu. Có gì round sau, team địch lật kèo thì sao. Đấy, thế nên là bây giờ chuẩn bị tanh bơ thôi là các bạn ơi. Hiện tại là team địch chỉ có một bạn thôi ấy, thì team mình bàn chiến quá mà, thế nên là chết team địch rồi, chỉ có một bạn nữa kìa. Trời ạ, không sao, thì bây giờ là mình sẽ chuẩn bị tanh bo nha. Mình đang thử 200 đồng, đáng lẽ là mình mua nấm rồi đấy, nhưng mà thôi, vì đang làm video không được mua đồ mà mua mùa keo đã là quá đáng lắm rồi, thế nên là quá đáng lắm luôn á. Còn cần nấm đi, chẳng cần nấm đâu ấy các bạn đấy, như này vẫn thắng rồi ấy. Trời ơi, cần 4 con được cơ mà, huống chi đã là cần 1. Trời ơi, đơn giản luôn, team mình vẫn còn sống nguyên thì các bạn, đẳng cấp ghê. Phải chạy nhanh ra nhặt cái thính, không nó nhặt mất đấy. Không phải là sợ team mình nhặt mà mình đang sợ team địch nhặt thì các bạn ơi. Bây giờ team địch cũng đang kiểu có tư tưởng bẩn kiểu nhặt thính giống như mình, thế nên là phải đứng lại canh thính na. Mà từ từ đã, không lên vội vàng quá, kiểu ham quá ấy, thính nó rơi phát vào đầu phát là coi như ngu thì chết luôn đấy, què luôn đấy, mất mạng luôn đấy. Đó, ui ôi vãi, sao lại hỗ trợ này nhờ. Ừ, quả đó vào đầu là ngon rồi đấy, nhưng mà hơi lỗi một tí, không sao. Thì nhờ có lỗi thì mình phải sửa. Ừ, này, ui ôi may quá, ôi vã chạy. Trời ơi, tính bảo là may quá, nó bắn đằng sau kìa. Chơi thì chơi móc ông lội, đi móc vãi, đi bắn lén vãi. Ơ thì à, vãi đơ phím kìa. Thề cái quả này là mình bị đơ phím, cái nút di chuyển của mình nó lên tận ở giữa màn hình ấy. Trời đất ơi, không biết các bạn có để ý không, nhưng mà cay quá trời luôn á. Chết không phải là do bắn gai mà là chết vì do đơ phím. Lần này mà chết do đơ phím nữa chắc là mình sẽ đập máy các bạn ơi. Trời ơi, có tức không cơ chứ. Quả đó đáng lẽ là mình sẽ xử lý được rồi đấy, nhưng mà do đơ phím ấy. À mà thôi, không đập máy đâu, đập máy thì lấy đâu máy để làm video cho bạn xem nữa. Trời ơi, không lên vì một phút sai lầm mà hỏng hết cái máy tính là chết. Thế nên là không đập máy đâu, ngu gì mà đập máy đó. Ờ, đây cái tính ấy rồi. Wow, trời ơi, vai không có súng rồi. Thôi sao, từ bờ mình sẽ ra nhà xác của team địch đi. À từ từ, giết đứa này nhà xác, giết đứa nhà xác, không biết có súng gì không. À, 1.87 à, được luôn nha. Này nữa kìa, này nữa kìa. Ui rồi, vai. Tân máu vàng là sao nhở, kéo đầu khó thế nhở. Đây của mình, đúng rồi đó. Viên đầu tiên không trúng đầu, nhưng mà
Cái đứa thứ hai này phải trúng đầu. Wow. Uầy, ba không nhanh vậy. Từ từ xem nào. Mình còn chưa kịp kiểu như là nhặt hết thính mà. Còn nhiều thính lắm mà. Không cần mua keo nhờ, vẫn có keo ấy. Tí nữa có gì leo lốc rất đơn giản luôn đi các bạn. À quên, mình quên mất là đang 3-0 rồi. Giờ 3-0 thì tí nữa mình còn có ý định muốn nhường team địch ấy, thì làm sao mà giữ được keo sang rao sau nữa. Chứ phải làm sao nhờ, chả lẽ rao sau xin keo của đồng đội. Ừ cũng được mà. Không, miễn là mình không mua đồ là được đó. Mình tích được 6k9 tiền thôi nè, khá là nhiều tiền luôn đi các bạn. Đấy, còn gì nhờ, phải học cái tính tiết kiệm. Đấy, trời ơi, quá chuẩn luôn. Từ, ai à, từ nó đâu, à đây đây đây, ui ôi, từ, à, vào đây, ui dồi ôi. Trời ơi, dám nhơi, nhơi thấy mưa tới mà hoàn nộ quá, ui dồi, ma kìa. Nó bắn kiểu như là bắn trước mình ấy, với cả là cơm 1-0-4, nó kiểu đục rác của mình á, cay ghê luôn á. Kiểu bắn lén không để ý, ừ, lý do quá trời. Không biết bây giờ có nên nhường cho team để tận 3-3 không nhờ. Để có gì thì nữa, nhặt khẩu 1-7x trong thính các bạn ơi. Thì không biết là bây giờ có con khẩu đó trong thính hay không. Tại vì là mình cũng khá là ít nhặt thính ấy. Bình thường mình chơi game mình toàn kiểu bắn thôi à, có thính mới quan tâm lắm. Thính chốc từ chiến đi các bạn, đấy. Nhưng mà hôm nay là video thì mình có cơ hội kiểu như là nhặt thính ở các round ấy, đó. Ây à, có 1052 nè. Khẩu này nghe là bắn nhanh lắm à các bạn ơi. À không, có khẩu 153 cũng bắn nhanh luôn, nhanh khẩu này rất là nhiều luôn ấy. Này có thêm cái kiểu như là mình có skin nữa, thế nên là bắn nhanh không chịu đổi luôn ấy. Đấy, wow, kéo tấm rất là thích luôn đấy các bạn ơi. Trời ơi, không biết là 153 là mạnh như thế nào nhờ, mình chưa test thử ấy, thì khẩu đó chỉ có trong sinh tồn thôi, thế nên mình chưa có cơ hội thử. Wow, trời ơi, mạnh thì lay thì thứ gì mà đỡ nổi. Nào, dám nhờ nào, úi ôi, kéo tâm gọi là sướng cực kỳ luôn đấy các bạn. Ôi giời ơi, gạt tí bắp à? Ơ, vai, mình tính gạt tí bắp đây, nhưng mà nó bắn vội quá các bạn ơi. Trời ơi, cay thế nhở. Khánh, thao nó đi Khánh, có gì tí nữa nhật thính tiếp. Thế bây giờ thắng luôn thì hơi dễ cho, hơi dễ cho team mình quá, không muốn dễ quá đâu, khó khăn một tí cũng được. Mày đừng có mồm điêu đi. Kiểu một khi chết mất đồ tiếc cực kỳ luôn các bạn. Đang có 13k tiền nhưng có được mua đâu. Thế nên là rất là kiểu trân trọng những cái đồ mình nhặt từ trong thính ý các bạn. Trời ơi, kiểu mà ở round này mình hay phải tay trắng luôn các bạn. Có đúng khẩu USB trong tay với cả hai bình máu, chẳng có gì hết đấy. Đây, đợi thính này, thính. Ui ôi, từ các bạn ơi, đừng thắng vội. Ui ôi, cái thính này không có súng nữa chứ. Ui ôi, thính ở tận round này không có súng á. Gì mà, đều vậy, thính quy vậy. Đáng lẽ là phải càng round sau càng có súng chứ. Ui ôi, ai, từ. Ui, bắt USB cũng được, USB, kéo tới USB. Ui ôi, vỡ đầu mày này, ôi từ, ôi má ôi đá, trời ơi. Mình có cơn nôn mà không lo. Từ, bình tĩnh bạn. Ơ kìa, vậy chết quá cầu lửa đạn nó chết luôn kìa các bạn. Ừ, ghê đây. Ok, chắc là mình sẽ dừng video nha. Và nếu chết đâu mình cho xin một like được kia nhá. Và để kết bật chút cả ở kia để nhận thông ra video cho các bạn. Và các ý tưởng gì cho mình làm trong video theo đừng quên comment dưới cho mình biết nha. Và mình sẽ tả tiếp cho các bạn và mình sẽ tiếp thu hết nha. Đó, bây giờ thì bye bye các bạn nha.